ơi. Đây là nhóm Facebook giao lưu mua bán thần thú đại chiến học viện Mega Mega điện thoại ha, để cho các bạn có thể giao lưu mua bán, đăng thông tin về game học viện Mega thần thú đại chiến hoặc Mega điện thoại ha. Các bạn có thể lên đây đăng của mình ha. Đây là nhóm do mình lập ra, đây là giao diện ha. Trên này có thêm dịch vụ chăm sóc ạc cho các bạn nữa ha, chăm sóc ạc ha, và những thông tin liên quan tới ha, các bạn có thể lên tham gia nha. Rồi, hello anh em ha. Rồi, bây giờ chúng ta vừa qua 0 giờ luôn ha, chúng ta đổi một cái vấn đề mà quan trọng nhất mà mọi người đang chờ đợi ha. Gì vậy má? Đây, đổi phôi ha, để lên SGO ha. Gì vậy? Hù nhau à? Ừ, phải thoát ra vào lại cho chắc. Rồi, vô. Lên nào. Lên thôi. Thôi chúng ta test thử skill coi đúng không ha. Theo như bản dịch là hai con S cộng hai con nước là sẽ có tạo hiệu ứng mưa ha. Rồi mình test thử xem nó có tạo hiệu ứng mưa không. À, tạo hiệu ứng mưa các bạn ha, tạo hiệu ứng mưa. Mưa này bao nhiêu lượt thì chưa biết, để ra test lại. Rồi bây giờ mình test thử hiệu ứng mưa xem là hai con hay ba con ha. Tại vì theo như mình tìm hiểu bên bản ánh lịch á, thì các bạn khác là mới lên SQO phải cần ba con mới tạo hiệu ứng mưa. Xem là cái bản này là nếu mà nó chỉnh sửa theo bản như hiện tại thì chỉ cần hai con nước là sẽ xuất hiện mưa đến khi nào con nước chết, tạo cái bóng thì thôi. Còn nếu không thì theo bản ban đầu thì nó chỉ khoảng tầm hai lượt thôi. Nếu ok là đến nó chết thì thôi. Test thử ha, mình chưa up gì luôn nha, chưa up gì hết, để nguyên vậy test thôi. Chỉ có mới có level 1 thôi mà trâu ghê các bạn ha, các bạn thấy không, quá trâu luôn. Xem thử là con nước chết thì nó sao. À, nó không chết luôn. Thắng luôn. Vẫn tạo hiệu ứng mưa nha các bạn ha, vẫn tạo hiệu ứng mưa nha, đến khi con nước nó chết nó mất thì thôi. Đây là test đầu cho anh em ha, mình sẽ lên video ngắn gì đây cho guide SQO cho các bạn xem là như thế nào thôi ha. Rồi sau đó mình sẽ có video về đâu đánh con này như thế nào ha, ship đội hình mình sẽ nói. Sau khi test thì mình video ngắn gì đây. Tạm thời là mình dùng đội hình này các bạn ha. Tại vì team nước á là mình đã test cho các bạn xem ở cái đầu video đó, mình gắn vô đó. Thì cần hai nước để có thể duy trì được mưa toàn trận ha. Khi nào mà con nước này chết thì nó chết và hết cái bóng thì nó mới hết nha. Thì tạm thời là sử dụng cái này, nhưng mà về cơ bản thì những gì mình nói chỉ là một phần gợi ý để cho các bạn chơi thôi ha. Còn tùy theo team các bạn và tùy theo điều kiện các bạn thể nâng khác nhau, cách khác nhau nó sẽ ra khác nhau ha. Mình ví dụ như mình nói như mình có con nước này để vào, để là các bạn nếu mà không có con ba grai này, các bạn có thể lấy bất kỳ một cái con nước nào bỏ vào, chủ yếu là muốn lấy mưa thì các bạn bỏ vào bất kỳ một con nào cũng được, thì làm sao cho nó sống sót được càng lâu càng tốt để cho thể SQO có thể tồn tại được trên trên game ha.
Thì như mình nói là các bạn muốn muốn như vậy á, thì cứ để một con lên bất kỳ ha, một con nước bất kỳ, hoặc là tùy các bạn ha, có nhiều các bạn muốn lấy con nào cũng được. Nếu các bạn muốn duy trì nước được đến khi nào mà nước chết thì các bạn lấy nước, còn không các bạn chơi bộ ba support này, bộ ba support và bộ ba SS này, thì nó chỉ duy trì được mưa tới 3 lượt thôi ha, mưa hết 3 lượt. Hết 3 lượt thì nó sẽ không duy trì được nữa ha. Đó là mình gợi ý cho các bạn ha. Thì tùy theo điều kiện các bạn, team các bạn khác nhau nó sẽ ra khác nhau, như mình thì nó khác nhau. Còn lại thì nó sẽ khác rất nhiều nha các bạn ha, khác rất nhiều. Nên là tùy tình hình khác nhau, các bạn phải up khác nhau, nên là không có thể nói được là mỗi người mỗi khác nhau như thế nào được, mình chỉ gợi ý cho các bạn thôi. Rồi bây giờ như mình đã có lên một cái hình ảnh đó là đánh sau khi mình lên SS Kyo đánh với ông top 1 như thế nào thì mình sẽ vô cho các bạn xem ha. Đây các bạn ha. Sau khi mình chỉnh team hoàn chỉnh thì đánh nó như thế này. Team top 1 thì các bạn cũng biết rồi là gần 5 triệu lượt chiến ha. Còn ạc của mình thì là sau khi up SS Kyo là 3.5 triệu ha, 3.5 triệu lượt chiến ha. Thì và mình cần một con nước để có thể kích mưa. Kích mưa toàn thế này. Còn ạc tạm thời thì chưa có chỉnh hoàn chỉnh, chỉ có mới nâng tương đối thôi, tương đối để có thể đánh thôi, đánh cho các bạn xem. Thì mình đang cũng khá rồi. Sau khi ngày mai rảnh mình sẽ chỉnh lại hoàn chỉnh nữa. Thì ông top 1 hiện tại là ổng chắc ổng chưa có lên, nhưng mình đã nói rồi, mình muốn lên SKO đánh xem thử thể SKO có thể cân kèo được với ạc top 1 hay không. 3.5 triệu đánh gần như 5 triệu, xem là như thế nào ha. Các bạn thấy là mưa sẽ có mưa như thế này sẽ giúp cho SKO nội tại SKO sẽ phát huy được tác dụng ha. Còn nếu bạn nào mà nâng được con Bakrai lên được 8 sao trở lên thì hãy chơi nha, còn không thì đừng có nâng nha, nếu đừng phí tài nguyên. Bạn có thể sử dụng một con S nào khác, hoặc là bạn chơi 2S cộng, hoặc là chơi một cái đội hình tùy theo các bạn. Có thể gợi ý đội hình lên mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Bạn có thể vô link Facebook để có thể đăng đội hình để có thể mình có thể tư vấn cho các bạn được nhiều hơn ha. Bạn thấy sự khác biệt của SKO là quá lớn ha. Nó gây ra một cái lượng đam, lượng sát thương được và hỗ trợ cho team khá nhiều ha. Bạn biết rồi, khi SKO có mặt trên sân thì hỗ trợ cho Ray, SS Ray và SS Golden ha. Như mình đã từng phân tích trong video cho các bạn ở trước đây rồi đó. Cái Vagrai này sau khi mà chỉnh sửa thì cũng khá là mạnh, nhưng mà để gánh được team hỗ trợ SKO để đi với team thì các bạn phải lên nó được khoảng từ nếu người nào lên được 11 sao thì tốt, nhưng mà như vậy thì khi mà có ớt ra thì các bạn tài nguyên các bạn không đủ lên ớt thì một khó ha. Tại vì con này nếu mà có ớt ra thì con này cũng không có đi được team, nên là tạm thời mình cũng sử dụng 8 sao. Nếu mình xây team mà thay cảm thấy không hợp lý thì mình có thể đổi lại thành 3 support 3 SS ha. Tùy theo đội hình các bạn khác nhau và đặc biệt là còn bảo vật nữa. Đây đấy kêu nổ. Con ba cái đai chết nó biến thành cái bóng như thế này các bạn ha, bóng nước như thế này. Con gầu bình kia quá trâu.
bóng nước nó vẫn gây sát thương nha, và nó cũng giúp cho SSGO có thêm mưa nha. Gâu bên kia trâu thật. Thôi thắng nha các bạn ha. Ông chưa lên SSGO, mình lên trước nên đánh là thắng nha. Rồi mình nhắc lại ha. Thì việc đội hình khi các bạn lên SSGO thì team nó sẽ khác nhau nha. Nó không có đơn thuần là team như các bạn ấy được, tùy theo đội hình khác nhau các bạn lên team khác nhau nha. Không có cố định được. Rồi chúng ta nói về SSGO ha. Thì SSGO về tính cách thì như mình đã từng chia sẻ rồi, nhút nhát hoặc ngây thơ, các bạn lấy cái một trong hai, nhút nhát hoặc ngây thơ, cái nào cũng được ha. Nhút nhát hoặc ngây thơ ha. Còn về đá bùa với chip. Đá bùa với chip hiện tại thì nếu các bạn đi theo hướng thủ thì các bạn lấy thủ ha. Còn các bạn đi hướng công thì hướng công tùy theo team các bạn mà thủ với công. Nên như thời điểm hiện tại thì chưa có ớt thì các bạn có thể lấy SKO công. Sau khi có ớt thì SKO về thủ để có ớt công. Đó, mình gợi ý như vậy. Rồi, còn về chip thì như mình nói, nếu bạn muốn công thì dùng sói. Dùng sói ha. Dùng sói với cái gì linh hồn gắn hoặc là gì đó, gắn thêm hai cái cũng được. Hoặc là thêm hai cái ớt thì tùy. Tùy điều kiện bạn, nếu bạn còn bạn muốn thủ thì dùng linh hồn gắn ha. Không ngắn. Thôi ạc mình thì chỉ mới nâng tạm nhiêu đây thôi. Nói chung là lực chiến của ạc mình cũng không quá cao nên là mình cứ nâng vậy đây thôi. Ngày mai bây giờ cũng khuya lắm rồi. Mình lên video xong mình cũng ngủ thôi, quay cũng hơi ngắn thôi. Rồi ngày mai sau khi điều chỉnh xong mình sẽ trao đổi với bạn thêm về việc mà ship team, ship đội hình này kia các kiểu. Tạm thời ngắn để ngủ bạn ơi, khuya quá, mình ngủ quá. Thôi xin cảm ơn bạn đã theo dõi video mình. Xin chào, hẹn gặp lại video khác nha.